Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em cập nhật về cái lô hàng rất là nhiều loại lan luôn các bạn ạ. Và toàn là hàng đẹp, hàng tuyển thôi. Đấy, như các bạn đang thấy đây thì cơ sở chúng em thì cũng có sưu tầm được những cái giỏ lan đùi gà dẹt đang nở hoa rất là đẹp và rất là thơm các bạn ạ. Đấy, như giỏ hoa này đây thì em cũng dám khẳng định luôn rằng là nó sẽ đẹp nhất vịnh Bắc Bộ. Chứ còn là ở trong các tỉnh miền trong thì em không thể so sánh, chưa dám so sánh, nhưng mà nói về vịnh Bắc Bộ thì thực sự là đẹp nhất rồi. Đấy. Còn ở đây em còn có cả thêm một giò nhỏ nữa này. Đấy. Còn cái giò trên kia là râu rồng nha các bạn nhé. Còn ở bên kia có một giò này, đùi gà nữa này, cũng rất to này. Đó. Đây đây đây. Đó. Nói chung là cơ sở chúng em thì cũng mới xây dựng được một vài hôm đây, cơ sở mới á. Còn cơ sở trước kia thì em đã di chuyển lên cơ sở mới, tất cả đều đã được di chuyển lên cơ sở mới rồi các bạn. Đó. Đây tổng thể về cơ sở mới chúng em mới xây dựng xong, còn rất là lụm thuộm, em cũng chưa sắp xếp được. Còn cơ sở cũ thì em đã dọn hết lên đây nhé các bạn nhé. Đó. Còn đây là số lượng hàng mà chúng ta có ngày hôm nay. Rồi đấy, em cũng xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em để đặt hàng là số 0984754102 ạ. Đấy, em đọc lại số điện thoại của chúng em là 0984754102. Hình thức bán hàng của em sẽ gửi hàng đi toàn khắp toàn quốc ạ. Và em sẽ gửi hàng qua bên bưu điện, các bạn đặt hàng sẽ thanh toán trực tiếp với bên bưu tá phát hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Đó. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp đơn hàng và địa chỉ chi tiết cho em để cơ sở chúng em sẽ gửi hàng đi trong ngày cho các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ báo giá chi tiết từng loại hàng mà hôm nay em có cho các bạn luôn ạ. Thì như ở đây, cái mặt hàng đầu tiên là cái thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa thì đến bây giờ đang nở hoa như này đây các bạn. Đấy, cánh hoa của nó có màu trắng sữa nha các bạn, có thêm cái họng vàng. Đấy, những cái vòi hoa rất là dài. Dòng này chúng ta trồng đứng lã lên nhé các bạn nhé, trồng xuống chậu bằng vỏ thông, xỉ than. Hoặc là như ở các tỉnh miền Nam thì có thể trồng bằng sơ dừa. Sơ dừa thì chúng ta nên xử lý kỹ nhé các bạn nhé, tại vì sơ dừa sẽ có độc nên là chúng ta cần phải ủ kỹ thì sau đấy mới chúng ta mới trồng nhé. Thanh đạm sữa này có giá là 100.000 một kg thôi ạ, hàng rất đẹp luôn các bạn ạ. Đây là hàng rừng Cao Bằng nhé các bạn, 100.000 một kg ạ. Và tiếp theo đây có một mặt hàng nữa cũng có giá là 100.000 một kg, đó là lan hoàng thảo long nhãn. Hoàng thảo long nhãn với hoàng thảo kim thoa thì hoa nó gần giống nhau, nhưng mà cái thân hoàng thảo long nhãn ấy thì nó đứng ngọn và đốt nó khá giống là đốt của cây trúc. Cây trúc làm phần câu ấy các bạn, rất là đẹp luôn. Đấy. Giá là 100.000 một kg thôi ạ. Tiếp theo đây là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Hàng rất đẹp luôn ạ. Ngọc thạch ba màu của cơ sở chúng em đấy ạ. Và còn ở đây là hạc vĩ bắc nhé các bạn nhé. Hạc vĩ bắc đây. Đây là những cái mặt bông còn sót lại mà vẫn chưa nở hết của cuối mùa của hạc vĩ bắc đây. Màu hoa màu rất là tím luôn này. Đấy. Đấy, màu hoa rất là tím nhé. Đấy, hạc vĩ bắc. Đây là hàng rừng nhé các bạn nhé. Hàng rừng thì bây giờ nó đang xuống hết lá các bạn ạ. Xuống hết lá, bây giờ đang bắt đầu cho những cái mầm gốc như này về chúng ta bắt đầu nuôi để chơi mùa hoa năm sau nhé các bạn nhé. Đó. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg ạ. Còn ở đây là giáng hương tam bảo sắc này. Giáng hương tam bảo sắc hàng rất là đẹp luôn các bạn ơi, 180.000 một kg. Về lan giáng hương tam bảo sắc ạ. Lô hàng này rất là ưng ý luôn. Thực sự là từ từ
đầu năm đến giờ này em nhập được cái lô hàng được có mấy cân thôi, nhưng mà hàng rất là đẹp, tại vì dân khai thác họ giữ được cái cây nó rất là mướt. Những cái lá gốc này thì nó xuống lá, cái này thì điều không thể tránh khỏi rồi, ở tất cả các loại lan rừng thì lan nào nó cũng có xuống lá. Giỏng giáng hương thì mỗi năm nó sẽ rụng đi chừng khoảng 4 đến 5 lá đấy, chứ nó không giống như đai châu. Đai châu thì nó sẽ rụng khoảng một lá hai lá thôi, nhưng mà cái giáng hương tam bảo sắc này thì nó xuống lá là khá là nhiều đấy. Những lá ngọn đây rất là xanh tươi luôn, mướt mát luôn này đấy, đó rất đẹp ạ. Cây nào cũng đang có nụ nhé các bạn nhé, đây những cái nụ cây đây đó, 180.000 ạ. Vâng, và ở đây là giáng hương cẩm báo. Giáng hương cẩm báo thì còn độ khoảng hơn 1 cân. Thì giáng hương cẩm báo bây giờ đang cho nụ như này đấy các bạn ạ. Đó, đây là những cái nụ giáng hương cẩm báo đấy ạ. Đấy, những cái nụ nó mới nữ ra đây. Đây. Cây thì đều đều như nhau các bạn ạ. Cây nó độ khoảng 4 hoặc 5 lá. Nó đều đều như nhau hết. Đấy. Hàng cũng rất là đẹp, ok luôn ạ. Rất ít bị vỡ lá. Đấy. Giáng hương cẩm báo có giá là 300.000 1 kg ạ. Đấy, em chỉ còn chừng khoảng ký rưỡi thôi. Đấy, chỗ này em lọc hàng ra chắc độ còn kịp khoảng ký rưỡi cho các bạn thôi. 300.000 1 kg nhé. Và còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì nó khác với nhất điểm hoàng nhé các bạn nhé. Nhất điểm hồng thì đây, những cái bông của nhất điểm hồng đây. Thì cái họng của nó là màu hồng nhé các bạn nhé. Đấy, màu hồng cam. Màu hồng ngả ngả, hơi hơi ngả cam tí, nhưng mà nó màu hồng là nhiều hơn. Nhất điểm hồng thì nó khác với nhất điểm hoàng, nở hoa thì nó cũng theo mùa của nhau. Về cái thân lá của nhất điểm hồng á thì đẹp hơn cái nhất điểm hoàng nhớ các bạn nhé. Nhất điểm hồng có giá là 160.000 1 kg ạ. Đấy, lô hôm nay em chỉ về được 7 kg thôi này. Đấy, hàng năm nay đang mùa hoa nữa nhưng mà cũng rất khan hàng các bạn ạ. Đấy, đây là những cái mặt bông mà nhất điểm hồng đây. Đó, bông rất to, lác đác vẫn còn đang có nụ đây, chưa nở hết. Bây giờ mới đang là bắt đầu vào mùa nở hoa của nhất điểm hồng. Đó. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa thì với cái tên đúng nghĩa của nó, cánh của nó có màu vàng và bóng mượt như là nhựa, rất là dày và hoa nở rất là bền. Phải hơn 1 tháng thì hoa mới tàn nhé các bạn nhé. Đặc điểm của loài hoa này là rất là ấy, cho dù những thân nhỏ nhỏ rất sai hoa đấy, rất là đẹp và rất là thơm luôn các bạn ạ. Kim điệp nhựa hay kim điệp thơm đó, có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, kim điệp nhựa có giá là 250.000 1 kg ạ. Và còn ở đây là long long tu đá. Long tu đá hoa tím thì bây giờ cũng đang mùa hoa rất là rộ luôn các bạn ạ. Đấy, hoa rất là tím đậm này. Và có cái họng màu vàng nhé. Có lưỡi họng màu vàng này. Đấy. Bên ngoài mép lưỡi là có màu tím này. Trắng tím này, rất là đẹp luôn. Khuôn bông cực kỳ đẹp. Cánh thì cánh bầu mai. Cánh mai luôn ạ. Đó. Long tu đá hoa tím thì em có phân loại hàng đẹp. Loại hàng đẹp có giá là 220.000 1 kg. Còn loại hàng cây mà nhỏ nhỏ, ngắn ngắn thì có giá là 180.000 1 kg. Cái này thì cho gọi là hàng rỗng đi cho nó dễ, các bạn dễ phân loại. 180.000 1 kg. Còn hàng đẹp là 220 này. Và còn ở đây em có trầm tím Myanmar nhé các bạn nhé. Trầm tím Myanmar cũng có phân loại hàng đẹp riêng và hàng cây nhỏ nó riêng. Loại hàng đẹp đây, như trầm thì bây giờ cũng đang đang sưng nụ rồi đây các bạn, lác đác đang có những thân sưng nụ và có những thân vẫn chưa sưng nụ nhé các bạn nhé, như những thân này chưa sưng nụ này. Đấy, loại hàng đẹp thì đảm bảo các bạn là thân tơ chơi hoa đầy đủ nhé các bạn nhé, không gãy không dập. Đó, thân thì rất là to. Còn đây là loại hàng giống thì nó sẽ có cả thân gãy thân già lẫn lộn nhau. Đấy, loại hàng giống này thì em chia sẻ cho mọi người với cái giá là 700.000 1 kg ạ. Nói chung là chúng ta vẫn có những cái thân chơi hoa, chẳng qua nó gãy giữa thân này là nhiều thôi. Đấy,
và cây nó nhỏ nhé các bạn nhé. Đây, như cây này thân tơ nguyên lành luôn nhưng mà nó nhỏ thôi các bạn nhé. Loại hàng giống thì chủ yếu là thân gãy. Đó, 700.000 1 kg loại hàng giống và hàng đẹp là 800.000 ạ. Đấy, bây giờ đang bắt đầu vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Các bạn thích chơi hoa thì nên mua ngay từ thời điểm bây giờ, tại vì nụ mà ra dài quá thì nó sẽ rụng hết nụ các bạn ạ. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân có giá là 280.000 1 kg loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Em có phân loại hàng đẹp. Đây, lác đác vẫn còn có những thân vẫn còn đang nụ nhé các bạn nhé. Đó, lác đác vẫn còn những thân đang nụ đấy ạ. Đó, loại hàng đẹp thì đảm bảo thân dài đẹp trên 20 cm trở lên cho các bạn. Đấy, tỷ lệ chiếm 20 cm đến 30 cm như này. Đấy, như thân này thì gãy dưới 20 cm thì em bỏ vào hàng giống. Còn cái loại hàng giống đây thì hôm phiên hôm nay em để giá rẻ cho mọi người là 220.000 1 kg. Đấy, giá kịch sàn cho các bạn luôn ạ. Đấy, cái loại hàng giống thì chúng em cũng vừa lọc hàng vừa ấy, vừa là hàng nhập thêm. Đấy, thì có cái giá nó khác nhau, chênh lệch nhau. Thì cái loại hàng giống này thì thích hợp cho các bạn trồng với số lượng nhiều để sau này chúng ta bán lại hàng thuần. Thì được rất là nhiều đầu cây tơ và sẽ được rất là nhiều mầm cây con. Đấy. Và còn đây là một dòng giáng hương nữa. Thì dòng giáng hương này thì mùa này cũng bây giờ cũng đang cho nụ nhé các bạn nhé. Đây là sóc tím rừng Lào nhé các bạn. Sóc tím rừng Lào bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ rồi các bạn ạ. Đây, như cây này đây thì đang sưng ra một mắt nụ này. Đấy, một mắt nụ mà nó chỉ bằng hạt đỗ xanh thôi, trắng xanh xanh này. Đấy, đang vào mùa nụ nhé các bạn. Cái sóc tím có giá là 160.000 1 kg ạ. Đó. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc lô hàng rất là đều đẹp đây. Và chuối ngọc bây giờ cũng đang là mùa hoa và đang đi vào dần cuối mùa hoa rồi các bạn ạ. Chuối ngọc phiên hôm nay em bán giá cực kỳ là rẻ cho mọi người luôn. Em bán với cái giá xả hàng cho các bạn là 160.000 1 kg này. Lan chuối ngọc nhá. Đó, em chỉ còn độ khoảng 10 kg nữa để xả cho mọi người thôi nhé. Và đây là lan hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc có giá là 300.000 1 kg các bạn ạ. Bây giờ ý ngọc đang có những cái nụ như này đây. Chúng ta nên mua sớm nhé, tại vì những cái nụ này nó mà ra dài tí nữa là nó gãy á. Thì chúng ta lại hết cơ hội xem hoa năm nay. Đấy. Hôm nay còn độ khoảng 5 đến 6 kg như này. Có giá là 300.000 1 kg ạ. Và đây là lô nhất điểm hoàng của em, rất là ưng ý của phiên hôm nay. Lô nhất điểm hoàng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chủ yếu toàn là hàng dề, hàng rời rất là ít. Đấy. Nhất điểm hoàng phiên hôm nay có giá là 140.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp. Và cây thì đang nụ như này đây các bạn. Nhất điểm hoàng, cây đang nụ như này đây. Đó. Và ở đây có một dề nhất điểm hoàng này. Dề rất là to đẹp luôn này, nụ chi chít luôn này. Đó. Dề này bác nào thích em để giá cho là 200.000 một dề này. Đấy, có một dề rất là tròn đẹp luôn, nụ thì cực kỳ là nhiều. Dề này về các bác chỉ việc đặt tên trên giỏ, vỏ thông là cứ thế mà chăm sóc và xem hoa thôi. Đấy. Dề rất là to đẹp luôn ạ. Còn đây là hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình thì đang bắt đầu lên những cái mầm gốc rồi các bạn nhé. Đấy. Đang vào thời điểm lên những mầm gốc. Hoàng thảo Thái Bình này thì em bán để hàng giống cho các bạn là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Bây giờ đang sưng những mầm gốc và chuẩn bị cho những mầm hoa nhé các bạn. Chuẩn bị đi mùa hoa nhé. Đó. Đấy. Còn đây là sơn thủy tiên. Hàng cái sơn thủy tiên này có cả hoàng lạp này. Hoàng lạp bên này đây. Sơn thủy tiên thì ít thôi. Ở đây chủ yếu là hoàng lạp. Rồi. Hoàng lạp có giá là 150.000 1 kg nhá các bạn nhá. Lan hoàng lạp ạ. Đây ạ, có những cái bó này em chưa cởi ra đây.
Lúc gửi hàng đi thì cây thân rời thân lẻ thì em sẽ lọc hàng cho các bạn. Đó. Còn sơn thủy tiên ở bên này thì sơn thủy tiên phiên năm nay thì chủ yếu là cây nó vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đây là hoàng lạp này. Hoàng lạp đây. Hoàng lạp đấy. Còn sơn thủy tiên ở bên này. Sơn thủy tiên phiên năm nay có giá là 180.000 1 kg ạ. Hàng mà rời quá thì hôm nay chúng em vẫn chưa lọc hàng được kỹ nên là nhìn nó vẫn còn hơi thô thô. Tất nhiên là hàng nhỏ nhỏ xấu xấu này chúng em sẽ không gửi hàng đi cho khách đâu ạ. Các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy. Đấy, hàng nhỏ nhỏ xấu xấu chúng em không gửi hàng. Đây, như thân này cũng lẻ lẻ rời rời này chúng em không gửi hàng đâu. Bây giờ sơn thủy tiên cũng đang mùa nụ nhé các bạn nhé. Đây này. Đó, sơn thủy tiên có giá là 180.000 1 kg ạ. Lúc gửi hàng chúng em sẽ có lọc hàng đẹp đi cho các bạn nhé. Đó, còn hoàng lạp là 150.000 ạ. Còn ở đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì bây giờ đang là mùa hoa, mùa nụ. Nhưng mà những cái nụ hoa này thực sự là vận chuyển về nó rụng bớt rồi các bạn ạ. Đấy. Đùi gà tròn em bán với giá là 200.000 1 kg. 200.000 1 kg đùi gà tròn nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng đẹp đấy ạ. Còn loại hàng xấu xấu này em bán xả cho mọi người 160.000 1 kg, loại hàng giống nhé các bạn nhé. Chủ yếu là thân lẻ này. Đấy. Hàng này toàn là chủ yếu là thân lẻ, thân rời và nhìn khá là xấu. Thì em bán để hàng giống cho các bạn là 160.000 1 kg thôi ạ. Và còn đây là lan Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng. Thì có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Còn đây là Kim Điệp Xuân này. Kim Điệp Xuân có giá 180.000 1 kg các bạn nhé. Đó, hàng Kim Điệp Xuân đấy ạ. Kim Điệp Xuân bây giờ cũng đang là mùa hoa đây. Đấy, những cái bông hoa Kim Điệp Xuân vàng rực đây. 180.000 1 kg ạ. Còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt. Đấy, hàng thì bây giờ đang xuống lá như này thì rất là lợi về cái kg. Đó. Đây là những cái thân tơ đây. Thân tơ chưa nở hoa đây, nó đã cũng đang xuống hết lá này. Đấy, những thân tơ này sang năm chúng ta chơi hoa bình thường nhé các bạn nhé. Đấy, về chúng ta ghép để nuôi những cái mầm mới. Mùa hoa đùi gà dẹt thì đã đi vào cuối mùa hoa rồi các bạn. Lác đác còn được vài bông hoa như này đây. Đó. Đặc điểm của đùi gà dẹt thì bông của nó cũng là màu tím, nhưng mà cái mắt, cái họng của nó là không phải họng đen như đùi gà tròn, mà nó là họng tím cả cả bông màu tím. Đấy. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 1 kg ạ. Phiên hôm nay em bán giá rất là rẻ cho mọi người. Đấy. 180.000 1 kg thôi. Và còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi có hai loại mặt hàng nhé, hàng giống. Đây là những mặt bông hoàng thảo vôi đây. Hàng giống là loại thân ngắn, thân gãy nhá các bạn nhé. Thì có giá là 200.000 1 kg. Đó. Còn loại hàng đẹp ở đây thì chắc còn độ khoảng 4 kg. Hàng đẹp thì thân thân tơ dài thì trên 20 cm trở lên cho các bạn này. Đó. Và có giá là 260.000 1 kg ạ. Đó, loại hàng đẹp là 260.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà phiên hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Và em là Ngọc Bền, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại clip lần sau.